Giá cho thuê văn phòng hạng A tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sụt đổ kỷ lục, đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua, trung bình khoảng 47,2 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, tăng 2,6% so với quý trước. Đây là một tín hiệu cho sự phục hồi tích cực của thị trường cho thuê văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời cho thấy các văn phòng cao cấp hiện là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng di chuyển văn phòng ra ngoài khu vực trung tâm để giảm chi phí thuê và cải thiện không gian làm việc.